Nhân Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã đến với chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay với Nhân Anh, với anh Trần Nguyên Thắng. Nhân kính chào anh Thắng. Chào anh Nhất Anh. Dạ, trong một dịp trước thì mình có nói qua về đất nước Việt Nam, nhưng mà đất nước Việt Nam thì có rất là nhiều cái để đi. Thì một trong những lần trước là mình nói về Hội An, phải không anh Thắng? Đúng rồi. Dạ. Thực ra thì Hội An là một cái thành phố mà thực sự là tôi vẫn có một cái ý muốn trở lại. Yeah. Và Hội An là một cái thành phố có lẽ hấp dẫn và thu hút người du khách khá nhiều về những cái sinh hoạt và những cái cảnh lịch sử của nó. Thành ra đó có lẽ Hội An là một trong những thành phố mà riêng với cá nhân tôi cho tôi một cái hấp dẫn rất là đặc biệt. Và tôi đã trở lại Hội An để tôi tìm hiểu thêm. Và đất nước Hội An và thành phố Hội An vẫn là một cái thành phố cho tôi nhiều cái cảm xúc rất là thích thú với cái thành phố Hội An. Dạ, thì một đó là một trong những nơi mà khi mà khách tới du lịch về Việt Nam á, thì lúc có dịp lúc nào cũng ra Hội An hết. Thì ngoài cái thuyền thúng mà bữa trước mình có dịp nói đó, thì cái đó là hình như là mới đây thôi chứ hồi xưa nhanh đi đúng rồi, thì cũng như trong trình dịp trình bày trong chương trình tuần trước lần trước đó, thì chúng ta đã nói về thuyền thúng. Thì thuyền thúng do những người dân địa phương tại đó họ tạo ra một cái sinh hoạt mới để mà thu hút du khách, nhất là du khách người Đại Hàn cũng như là người Nhật Bản cũng như là người Hoa. Thế tuy nhiên thì cái sinh hoạt đấy chỉ khoảng 4 năm nay thôi. Họ cho tôi biết thì chỉ khoảng 4 năm nay. Nhưng mà cái đặc biệt khi mà nói đến thuyền thúng, khi mà nó trở thành một phát triển một cách lạ lùng như vậy đó, thì nó thu hút du khách rất là đông. Du khách có thể đến thăm Hội An, đến thăm Đà Nẵng, ăn sáng, ăn trưa ở Đà Nẵng, và buổi chiều họ đến Hội An, họ phải đến Hội An để đi thuyền thúng. Và mỗi buổi chiều ở Hội An bây giờ đó, chúng ta đến cái làng mà Cẩm Thanh, cái khu mà Bến Dừa đó, gọi là bây giờ lúc nào nó cũng đông nghẹt người, gọi ngồi trên thuyền thúng được chèo đi để đi một vòng và xem những cái biểu diễn của nó. Thì đó là một cái đặc biệt mới về sau này của cái thành phố Hội An thôi. Thế tuy nhiên thì nói đến Hội An đó, thì có rất là nhiều điểm mà chúng ta có thể đến và chúng ta thưởng thức từ những cái gọi là những cái sinh hoạt của nó, là sinh hoạt ban ngày, sinh hoạt ban đêm, và đặc biệt là có những cái chương trình mà nói về văn hóa đặc biệt của thành phố Hội An. Và đó là những cái chương trình mà hôm nay chúng ta nói chuyện để chúng ta có thể đưa đến quý vị khán thính giả những cái gọi là những điểm hấp dẫn của Hội An. Và nếu đến Hội An thì chúng ta không thể miss cái đó. Tại vì tôi có dịp đến Hội An cũng mấy lần. Thành thử khi tôi có cái kinh nghiệm đó thì hôm nay có dịp để chia sẻ đến những cái kinh nghiệm đó cho đến quý vị đã dự định đi Việt Nam và đến Hội An, đến Việt Nam thì nên đi đâu. Và Hội An là một nơi tôi cho là chúng ta nên đến, rất là nên đến. Thì đó, trong phố cổ Hội An, nói tới phố cổ là mình biết cái đó là nó đã cổ rồi đúng không anh Thắng? Nhưng mà nó thường thì phố cổ thì ngoài khi mà du khách tới để mà đi coi cái này cái kia những cái cổ, thì có những cái sinh hoạt nào không so với những phải nói đến Hội An thì đầu tiên cái chúng ta phải nên hiểu cái chữ Hội An là như thế nào đó. Thực sự cái thành phố Hội An bây giờ người ta gọi là Hội An, Hội An là cái chỗ mà nơi gặp nhau an bình. Hội là gặp nhau, mà An là một cái chỗ yên bình đó. Thì Hội An ấy. Nhưng mà trước đó vào những thế kỷ thứ 16 ấy, ở Việt Nam mình ngày xưa tôi hay dùng cái chữ phố biển để tôi gọi một vài cái thành phố như thành phố Hải Phòng, thành phố Đà Nẵng, thành phố Turan ngày xưa đó gọi là phố biển, thành phố Vũng Tàu cũng là phố biển. Nhưng mà Hội An thực sự, Hội An ngày xưa tức là tên là Hải Phố. Hải Phố có nghĩa là phố biển, hải là biển, mà phố là phố mà chúng ta phố biết phường. Là phố biển. Thành sự ngày xưa Hội An tên thực sự của nó là Hải Phố, tức là Hải Phố. Nhưng về sau này thì đây là cũng là nơi gặp gỡ của những người Bồ Đào Nha, Portuguese, của những người Nhật Bản, của những người Hoa. Những người Hoa thì trong cái thời điểm của cái nhà Minh bị nhà Thanh lật đổ ở bên Tàu đó, và người Minh họ sẽ chạy xuống miền Nam và trở thành những người Minh Hương đó. Họ đã đến với Việt Nam và họ đã đến cái khu vực của Hội An, và họ lập ra những cái đền phúc kiến, những cái đền thờ của người Trung Hoa ở ngay trong cái phố cổ Hội An bây giờ. Chúng ta đến thì chúng ta hiểu lý do tại sao có những cái kiểu của người ta, những cái chùa của người Tàu ở đó. Thế tuy nhiên phải nói thêm, đặc biệt là có người Nhật cũng đã đến Hội An. Và chúng ta để ý rằng Hội An đó là một cái thành phố mà người Nhật hiện tại bây giờ đó, du khách Nhật khi đến Việt Nam cũng rất là phần nhiều. Lớn họ đều về đến Hội An, tại vì đối với người Nhật, Hội An là một cái thành phố có một sự liên hệ với người Nhật. Và cái người Nhật là chẳng hạn như Nhất Anh đến với thành phố Hội An thì đều biết cái chùa Cầu hay gì đúng không? Thì chùa Cầu đó là một cái ngôi chùa được xây phía trước mặt của nó là cái cầu. Cái cầu đó thì về sau được Chúa Nguyễn Phúc Chu đó, Chúa đặt cái tên là rất là hay là Lai Viễn Kiều, là cái cầu của những người khách phương xa. Nhờ cái cầu đó
và Hội An ngày nay nó trở thành một cái phố rất là nổi tiếng nhờ cái cầu đó thôi. Yeah. Nó thứ nhất là nó mang tính khách cổ, nó được xây dựng từ suốt từ thế kỷ thứ 17. Yeah. Đó. Và cho đến bây giờ đó thì nó trở thành một cái địa điểm, nó là một cái sự thu hút với người Nhật Bản đến với cái phố cổ Hội An, tại vì họ nghĩ rằng ngày xưa người Nhật trong cái thời điểm của bên nhà một nhà chúa mặc nhà chúa ở bên Nhật đó, đó là cái thời của Mặc Phủ Tokugawa, tức là Đức Xuyên. Cái thời điểm đó những doanh nhân thương nhân của Nhật đã đến cái khu vực Việt Nam và đến với Hội An. Ngày xưa thì nói đến Hội An thì người ta biết ngay, người ta hiểu ngay đây là một cái cửa biển rất là lớn và đây là những nơi mà thương nhân tất cả mọi nơi đều tụ tập để buôn bán ở đây. Đó là lý do tại sao người Bồ Đào Nha, người Hoa và người Nhật đều có dịp có mặt, người Malaysia, người Philippines cũng rất có dịp đến với Hội An và họ tụ tập lại đây để mua buôn bán. Thành đó là một cái khu vực rất là sầm uất vào cái thế kỷ thứ 17, 18. Đó là một trong những cái lý do mà tại sao cái chữ Hội An. Đó, Hội An là nơi gặp nhau một cách yên bình. Và cho đến bây giờ thì ngày nay đó, thì cái cửa đại, nơi mà cái cửa biển chính ngày xưa mà nổi tiếng đó, thì bây giờ nó cũng đã bị dĩ nhiên thời gian mà sóng biển vào đã ăn mòn cái đất liền ra ngoài. Thành ra cái cửa biển cửa đại bây giờ đó là một trong những cái cửa biển nổi tiếng ở Hội An. Thì ngày xưa nó rất là nổi tiếng, nhưng bây giờ nó cũng trở thành một cái vô thường rồi. Nó cũng là được không còn là một cái nổi tiếng như ngày xưa nữa. Mà giờ cái bãi biển của Hội An để mà người ta có thể tắm, người ta nghỉ ngơi được đó, cái resort đó, thì nó chuyển sang cái vùng gọi là cái vùng cái An Bằng, cái bãi biển An Bằng. Thành thử nếu quý vị đến Hội An mà muốn quý vị đi cửa đại, thì đến cửa đại thì quý vị có lẽ sẽ thấy không còn thấy cái gì nhiều nữa cả. Nhưng mà quý vị có thể đến với An Bằng và ở đó chúng ta thấy những cái resort, những cái bãi biển tắm, chúng ta có thể tắm được ở cái bãi biển An Bằng. Dạ, cảm ơn anh Thắng và Nhất Anh. Hẹn anh Thắng trong phần 2 của chương trình. Nhất Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay trở lại chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay với anh Trần Nguyên Thắng. Và trong chương trình lần này thì anh Thắng đang dẫn Nhất Anh và khán giả đi đến phố cổ Hội An ở Việt Nam. Và trong phần 1 thì mình nói về giải thích về cái chữ Hội An như thế nào, về cái lịch sử của Hội An một chút. Thì bây giờ trong phần 2 này mình nói tập trung về sinh hoạt của Hội An. Sinh hoạt của Hội An như thế nào? Thành thử Hội An đó, thì nếu quý vị có dịp đến, Hội An không có quá lớn đâu, cái phố cổ. Có người, có khách thì nói tôi gọi là phố cổ, nhưng mà có nhiều du khách đến nơi đây không phải phố cổ mà là phố cũ. Thành ra thì tùy theo mọi người hiểu. Thế tuy nhiên thì đây cũng là một cái di tích rất là cổ từ thế kỷ thứ 17, 18 cho đến giờ. Và chúng ta sẽ đến, chúng ta chứng kiến những cái gọi là cái thời gian đi qua, và cái phố cổ Hội An là một cái khu vực mà tạo cho người du khách hiện đại đó, họ đến họ không bị choáng ngợp bởi những cái bưu đinh chung quanh. Chúng ta đến Sài Gòn, chúng ta đến Hà Nội, chúng ta đến Đà Nẵng ngợp toàn những cái bưu đinh cao ngất ngưỡng rồi đó. Ở Hội An thì không có cái đó, thành ra cho chúng ta một cái không gian rất là dễ chịu và rất là thoải mái, đặc biệt là cái sinh hoạt của cái khu phố cổ, nó cho chúng ta cái sự gọi là không biết nói sao, đặc biệt là Hội An, đến Hội An mình cảm thấy rất là an toàn. Mình không có bị nghe những cái câu chuyện như bị cướp giật hoặc móc túi như ở Sài Gòn, như ở Hà Nội hay ở bất cứ một thành phố lớn nào trên thế giới này. Nhưng mà Hội An cho người du khách cảm nhận được cái an toàn. Và chúng ta đi đó, tôi có thể nhớ một cách nó không được quá lớn đến nỗi tôi nhớ được cả con đường Trần Hưng Đạo, tôi nhớ cả con đường Nguyễn Huệ, tôi nhớ được con đường Hoàng Diệu và con đường gọi là Nguyễn Thái Học và con đường Bạch Đằng. Đó là những con đường nó nằm trong cái khu vực gọi là phố cổ. Nhưng mà trong cái phố cổ lớn, đó, vòng tròn lớn đó, tôi vừa nói đó, là khu vực Trần Hưng Đạo, Bạch Đằng, Hoàng Diệu với phía Lê Lợi. Nhưng mà trong cái đó thì nó còn có một cái khu phố cổ nữa. Cái khu phố cổ lớn bao gồm nhiều, và một cái gọi là cái Old Quarter, là một cái khu đặc biệt. Và chính trong cái đó là ngay cái góc đường Nguyễn Thái Học với lại đường Lê Lợi với lại đường Bạch Đằng. Du khách đến đó và chúng ta sinh hoạt ở đó, chúng ta đi ở đó, chúng ta sẽ thưởng thức những cái gọi là những ngôi nhà cổ. Đã được cố gắng được gìn giữ cho đến này. Đó là lý do tại sao mà Hội An được UNESCO công nhận là một trong những di sản văn hóa của thế giới. Đó, thì ngay cái chuyện mà đã được UNESCO công nhận cũng là cho chúng ta cảm nhận được những cái hấp dẫn, cái đặc biệt riêng của nó. Nếu chúng ta muốn thưởng thức cái đó, thì ở trong khu vực đó chúng ta có thể đi dạo, chúng ta sẽ thấy những cái đặc sản của Hội An tạo cho cái người du khách cảm thấy rất là dễ chịu. Quý vị, ngay góc của cái đường Bạch Đằng với ngay cái chùa cầu đó, tức là Lai Viễn Kiều đó, vào mỗi tối thứ hai hàng tuần thì từ 7 giờ
họ đều có trình diễn một cái gọi là màn độc đáo, hết sức là độc đáo mà tôi coi. Và ở đây tôi sẽ gửi đến quý vị cái video clip để quý vị có thể hình dung được cái đặc biệt của nó, là người ta làm một cái điểm văn hóa rất là hay, đó là những cái trang phục của người dân Hội An đã mặc từ xưa cho đến giờ, và những cái sinh hoạt của nó, những cái xe kéo, những người bán hàng rong và những câu hát bài tròi đó là một trong những cái sinh hoạt đặc biệt của Hội An. Và dĩ nhiên trong cái chương trình ngày hôm nay chúng tôi cũng sẽ cố gắng đưa những cái video clip đến với quý vị để thưởng thức những cái gọi là cái nét văn hóa đặc biệt của Hội An. Gió xuống phản phất nhìn té mời bà con cô bác lắng nghe bài tròi này tôi là ba mươi la giang tay sơn xa là cái giả âm âm được té xuống hầm là cái anh tư căng nước da đằng trống là cái chị bạch huệ một cổ hai kia là anh chàng thiên gối một cổ hai kia là anh chàng thiên gối ba chim bay nối là thấy chị sơn về lặp bạn lặp về là thấy anh ngô dừng lầm 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 tầm sắp bị đi xin là thấy anh người ngô đã nghèo lại thành phố hay bơi hay mổ lặp như trâu ba già có lặp có nhà là thấy anh tư tưởng kêu mừng cô tư là thấy chị tăng quân đỏ đỏ Có lẽ đây cũng là một trong những nơi mà tôi đi rất là nhiều thành phố trên thế giới, và Hội An là một cái điểm đó, là lý do tại sao hấp dẫn những người nào thích về văn hóa, thích về những cái gọi là cổ kính, thích về những cái gọi là truyền thống một chút dân gian, truyền thống của một cái dân gian nhá. Chẳng hạn chúng ta đi qua cái chùa cầu, chúng ta biết con sông là sông Hoài chẳng hạn. Chúng ta biết con sông đó là sông Thu Bồn chẳng hạn. À, chúng ta biết được cái khu bên này, cái khu mà market, trung tâm chợ trung tâm, và chúng ta đi qua khỏi cái cầu của Hội An á, cái cầu nối cái bên này với cái đảo của Hội An á, thì chúng ta đi qua đó thì chúng ta thấy nó có cái chợ đêm market. Chợ đêm nó có một cái sinh hoạt hết sức là sầm uất và huyên náo, nhưng mà đồng thời đó, cho chúng ta được cảm nhận được những cái nét đặc biệt của nó, những cái màu sắc của đèn lồng, những cái quán ăn, quán cafeteria rất là nhỏ, và những cái ẩm thực đặc biệt của Hội An. Chúng ta có thể đi cả tất cả những dãy phố chung quanh cái đảo Hội An, cái gọi là Hội An Islands, chúng ta đều thừa thưởng thức được. Nhưng một cái đặc biệt nữa, đêm về Hội An lên đèn rất là rực rỡ. Mà cái rực rỡ nhất mà quý vị không thể bỏ qua được, có thể tốn một chút tiền, quý vị có thể thuê một cái ghe, một cái thuyền nhỏ, chúng ta xuống đó, dĩ nhiên có người chèo chúng ta 15 phút thôi cũng đủ rồi. Chúng ta đi trên sông Thu Bồn, hay là con thực ra đây là con sông Đào, con sông Thu Bồn vào, và chúng ta đi trên đó và thả đèn, người ta bán cho mình một cái giống như cái lồng đèn nhỏ để che đèn cầy đó, ở trong đó đốt đèn cầy, và ngồi trên thuyền chúng ta có thể đây là một cái văn hóa của Nhật Bản, có lẽ là người ta được hấp dẫn vào với Hội An. Ngồi trên đó là chúng ta mua cái đó 5.000 đồng, từ 5.000 đồng là tức là chỉ có 25 cent thôi. Xong rồi chúng thuyền đi và chúng ta thả xuống sông, và cái hình ảnh mà du khách ngồi trên thuyền, cái thuyền tự nó cũng đã rực rỡ, tại vì nó được trang trí bằng những cái đèn lồng, và xong xuôi ở trên cái thuyền, và khi người du khách bắt đầu thả những cái đèn lồng thả trên sông á, thơ mộng lắm, đẹp lắm. Dĩ nhiên đó là đẹp về đêm. Còn dĩ nhiên thì với cái hình ảnh của ban ngày, nó có cái thực tế của ban ngày.
dĩ nhiên nó mất cái, bớt cái nét thơ mộng của đêm. Ban đêm là cái giấc thơ mộng che giấu được những điều xấu, phải không? Và rất là rực rỡ với ánh sắc xanh đỏ vàng tím và cái sinh hoạt của người dân, họ đi nằm nườm nượp sầm uất, nhưng mà rất là cho chúng ta cảm nhận được một thành phố văn minh. Chứ nó không phải những cái như tất cả những thành phố khác ở Việt Nam, đối với tôi thì quá quắt lắm. Nhưng mà Hội An cho tôi cảm nhận được cái huyên náo, cái sinh hoạt của một cái văn hóa dân gian, một cái truyền thống của Việt Nam lâu đời, nhưng lâu mà đời, vẫn giữ được, nhưng mà vẫn giữ được một cái nét gì đó của Việt Nam chẳng hạn. Còn quý vị đến với cái chùa cầu chẳng hạn, chúng quý vị sẽ thấy cái chùa cầu, chúng quý vị có thấy được một con tượng con chó, tượng một con chó, tượng một con khỉ, nó đều có những cái ý nghĩa tại sao nó nằm ngồi đó. Thành ra chúng ta đến đó chúng ta sẽ hiểu được những cái đó và những cái ảnh hưởng đó là văn hóa không những của Việt Nam mà của cả Nhật Bản, đem từ Nhật Bản sang. Và đó là lý do tại sao người Nhật họ rất thích thú đến với Hội An. Hội An là một trong những phần mà người Nhật cảm nhận được cái văn hóa họ mới dài đến đến cái với đất nước Việt Nam là cái thành phố Hội An. Tôi cho là như vậy. Cảm ơn Thắng rất là nhiều và hy vọng là tại vì Nhanh có đi tới Hội An rồi nhưng mà cũng lâu quá rồi, thì hy vọng mà khen những gì anh Thắng tới nói thì Nhanh sẽ có dịp về lại Hội An và trải nghiệm những gì mà anh Thắng đã từng đúng trải vậy. Nghiệm. Và đặc biệt nữa, Hội An có nhiều cái đặc biệt nữa là đồ gốm. Chúng ta có thể mua được đồ gốm làm cái kỷ niệm, chúng ta có thể may áo dài chẳng hạn, anh có thể may áo dài. Rất là nổi tiếng mà tương đối cái giá cả so với... Mà hình như chỉ có mấy tiếng là người ta sẽ giao cho mình. Trong vòng một ngày họ giao cho mình. Đó, ngay cả áo vest, dĩ nhiên người nào có nhu cầu thì đó là những cái món quà kỷ niệm có thể mua được tại Hội An. Và đèn lồng nữa. Nhớ là những đặc sản mà cái một thành phố tuy nó nhỏ nhoi nhưng mà rất là hấp dẫn với du khách đến với Hội An này. Cảm ơn Thắng và Nhanh, sẽ hẹn anh Thắng trong chương trình lần sau.